Thưa quý vị, thưa các bạn, 6 tháng đầu năm 2016, dù còn gặp nhiều khó khăn, công việc có đặc thù phức tạp, song lực lượng quản lý thị trường cả nước đã đạt được những kết quả đáng khích lệ, góp phần đẩy lùi buôn lậu hàng giả, hàng kém chất lượng, đảm bảo an sinh xã hội. Trong 6 tháng qua, lực lượng quản lý thị trường cả nước đã kiểm tra hơn 87.000 vụ việc, phát hiện xử lý hơn 54.400 vụ vi phạm, thu nộp ngân sách gần 330 tỷ đồng. Hoạt động vận chuyển buôn bán hàng cấm, hàng nhập lậu vẫn diễn ra phức tạp, hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, tập trung vào các nhóm hàng may mặc, thiết bị điện tử, đồ gia dụng, hàng tiêu dùng. Các mặt hàng này chủ yếu được làm từ nước ngoài và vận chuyển trái phép vào Việt Nam, bán cho các cơ sở lén lút gia công, đóng gói, sản xuất ngay trong nước, bán trà trộn với hàng thật hoặc đưa về vùng sâu, vùng xa tiêu thụ, gây nguy cơ ảnh hưởng đến đời sống và sức khỏe của người tiêu dùng. Hiện nay là các cái tụ điểm và hiện nay có thể nói là rất nhức nhối ở tại thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và các thành phố lớn, kể cả những cái vùng núi biên giới mà có thể nói là hiện nay cái việc buôn lậu và nhất là như là buôn lậu thuốc lá điếu nhập lậu, rồi kể cả về xăng dầu, rồi các mặt hàng thiết yếu mà hiện nay đang nhập lậu vào Việt Nam. Cùng với việc đó là tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan của Trung ương với các địa phương trong các cái việc đánh đúng vào các cái đầu nậu. Trong thị trường nội địa, nạn kinh doanh hàng hóa hết hạn sử dụng, hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, vi phạm an toàn vệ sinh thực phẩm, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ có chiều hướng gia tăng trong các dịp lễ Tết, tình trạng tổ chức cá nhân sử dụng trái phép các loại chất phụ gia thực phẩm, vật tư nông nghiệp không đảm bảo, sử dụng chất cấm trong sản xuất, canh tác, chăn nuôi có dấu hiệu diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe nhân dân. Vấn đề an toàn thực phẩm hiện nay, nhất là đặc biệt năm 2016, Quốc hội quan tâm, Chính phủ quan tâm, các bộ ngành đều quan tâm. Và các đồng chí theo dõi trên các phương tiện thông tin đại chúng thì hầu như ngày nào cũng có cái từ an toàn thực phẩm xuất hiện trên truyền hình hoặc trên báo chí. Vấn đề đặt ra đối với các lực lượng chức năng, trong đó có lực lượng quản lý thị trường ở tỉnh Quảng Ninh, thì là vấn đề hết sức quyết liệt. Tại hội nghị trực tuyến triển khai công tác quản lý thị trường 6 tháng cuối năm 2016, đại diện Chi cục Quản lý thị trường ở các địa phương cho biết, từ nay đến cuối năm sẽ phối hợp với các lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, kiểm soát các điểm tập kết kinh doanh hàng nhập lậu, hàng giả, hàng vi phạm an toàn thực phẩm, tăng cường kiểm tra, kiểm soát về giá, xử lý kịp thời các trường hợp lợi dụng đầu cơ ép giá gây bất ổn thị trường. Tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải cho biết, pháp lệnh quản lý thị trường vừa được Quốc hội thông qua và chính thức có hiệu lực từ tháng 9 tới. Trong đó quy định rõ vị trí, chức năng, tổ chức, hoạt động kiểm tra, thanh tra chuyên ngành của lực lượng quản lý thị trường, cơ chế phối hợp. Đây là một dấu mốc quan trọng, góp phần tháo gỡ khó khăn và nâng cao hiệu quả của công tác quản lý thị trường. Từ nay đến 6 tháng cuối năm thì luôn luôn là có những sự thách thức rất là lớn. Vì vậy, lực lượng quản lý thị trường và hiện nay là đầu mối là Cục Quản lý Thị trường, Bộ Công Thương cần tập trung vào cái việc trình các cái văn bản quy phạm pháp luật, thậm chí cần phải sửa đổi các văn bản quy phạm pháp luật để cho đúng với cả các cái luật mà hiện nay cũng vừa mới được ban hành. Ví dụ như là về luật đầu tư, rồi kể cả những luật doanh nghiệp và nhiều các cái văn bản quy phạm pháp luật khác. 6 tháng cuối năm 2016, dự báo tình hình kinh tế xã hội trong nước còn nhiều khó khăn và thách thức. Nạn buôn lậu hàng giả, gian lận thương mại và vi phạm an toàn thực phẩm tiếp tục diễn biến phức tạp, gây tác hại nhiều mặt tới sản xuất và đời sống của nhân dân. Để góp phần hạn chế, đẩy lùi hoạt động buôn bán, vận chuyển hàng lậu, sản xuất kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng, trọng tâm của lực lượng sẽ tập trung thực hiện có hiệu quả các nội dung chỉ đạo của Chính phủ, Ban chỉ đạo 389 quốc gia và Bộ Công Thương về chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, tiếp tục rà soát, sửa đổi bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế chính sách liên quan đến công tác quản lý, công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về quản lý hoạt động thương mại và quản lý thị trường, nâng cao năng lực thực thi pháp luật của cơ quan, công chức làm công tác quản lý thị trường, cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin và tăng cường hợp tác quốc tế.